Anh cứ ngồi đi, anh cứ ngồi đi. Anh cứ ngồi đi. Những điều tâm niệm, 10 điều làm giàu, 10 lý do nghèo. Đúng ra thì nên là 10 điều tích phúc, 10 điều giảm nghiệp thì nó hay hơn. Chúng ta trong cuộc sống của chúng ta có nhiều tiêu chí, mỗi người một tiêu chí cuộc sống, mỗi người nhìn nhận một giá trị trong cuộc sống là ở góc độ nào. Có người coi hạnh phúc là đầy đủ về mặt tiền bạc, nhưng cũng có người coi hạnh phúc đó là thoải mái về mặt tư tưởng. Mỗi người một góc độ, nhưng chung quy lại thì chúng ta hãy nhớ một điều rằng khi rời khỏi cõi này, chúng ta để lại gì cho con cho cháu. Cái vốn để lại không phải tiền bạc, mà cái vốn để lại nên để phúc đức cho con. Và chính vì thế cho nên tôi mới nói vui, nhưng mà thật là gì, hãy nên để 10 điều tích phúc và 10 điều giảm nghiệp, nó sẽ tốt hơn cho một gia đình. Ở nhà đấy anh chị ở lâu chưa? Dạ, nhà này hơn chục năm. Thế là 2007 này. Con mua đất này là năm 2000 ạ. Nhà của nhà ông bà nội, tức là nhà bố mẹ anh ở đâu ạ? Thì cũng ở xóm này, xóm ở bên trong. Vâng. Thế nhà có vấn đề gì về tâm linh mà anh chị muốn nhờ thầy cho? Tức là con cũng xem clip của thầy rất là lâu rồi. Vâng. Con cứ xem biên xong một thời một lúc thì con cũng thấy thầy về làm cho nhà anh Tuấn Hoàng ở trong cái biên ấy. Hôm vâng. Đấy con bật lên con thấy cái con cũng rồi. Hôm qua thầy về đêm mà không biết thế, con bảo nghe anh ấy con hỏi thăm, con bảo là mà liên lạc với em nhắn tin mãi mà cũng đứng đằng sau chị chưa thấy phản hồi lại đấy. Thầy phản hồi lại thì là nói anh chị liên lạc được cho thầy ấy, thì em muốn mời thầy giải quá. Thế thì anh chị cũng nói cho anh qua trong nhà Vĩnh Yên ấy. Em bảo là em nhắn tin cũng qua Zalo như thế. Xong một lần con cũng nhắn tin là ý là thầy cũng kêu gọi là được mà đi vào các chỗ nghĩa trang ấy. À. Một lần con cũng gửi qua tài khoản nhưng cuối cùng không biết phản hồi lại. Thế hôm vừa rồi đấy thì như thế nào thì nhắn đấy thì con bảo là chỉ sao đi như thế thì con mới hỏi là tôi ý này là thầy dạy việc tâm linh á. Thì trước bây giờ nói với thầy thì nhà con sau chị khi là vợ chồng con rất tuổi từ lúc chưa còn ở nhà mà vợ chồng là cũng không lúc phải nói chung cũng không đi xem xe này mà không đi mê tí thì chưa rồi cũng không phải đi đến cả cô đồng với thầy bói thì xem đâu. Thế thì hai vợ chồng lấy nhau thì con còn không biết các cụ nhà con ai gì. Tức là khi con lấy thầy đằng sau đó, con cũng không biết đâu. Thế nhưng mà con toàn được báo là các cụ về là nhà con bị mất ngôi mộ đấy. Thì được các cụ về nhà báo với con là cho tìm thấy và ở những địa chỉ đấy. Thế con, là con tìm được không ạ? Thế thì tự nhà con ấy đi tìm được. Con, hai vợ chồng đi làm lễ mà nó đi tìm được. Tức là báo cho chị? Vâng, mà trong khi đó, bây giờ con nói các thầy, con thiên lỗi với thầy như thế ạ. Nhà con thì thế bác con cũng làm thầy các sư, bố con cũng làm thầy, bây giờ vẫn làm đèn làm mà đèn. Vâng. Như đón đủ các thầy về để đi tìm nhưng mà không thấy. Vâng. Thế nên khi các cụ về báo cho con mà thấy như thế, thế thì con cũng hỏi bà mẹ chồng con là nhà mình có sao lại có cụ là tên như thế không? Thì bà mẹ chồng con như đấy. Ông cũng chưa chồng con nhưng bảo là có, đi tìm được cả mấy ngôi mộ mất lắm đấy. Tức là chỉ như thế nào, chỉ cho chị trong giấc mơ luôn nhỉ? Tức là bốn hôm là cứ về, con cứ về mà trong đó con tỉnh cả lớp tỉnh của con mở thật mắt ra rồi. Vẫn chỉ bảo mỗi là ý là báo là cô là cụ này lúc bấy giờ là con không ở, chưa ở đây. Vợ chồng con đi ở thuê 15 giờ ạ, đi ở thuê 15 giờ. Thế là về chỗ đó con ở thuê đấy, chỉ báo mỗi đấy thôi. Hôm đấy hai vợ chồng con mua lễ. Được rồi, thế báo cho chị là báo rõ là đến chỗ này như thế này. Vâng. Trên bề mặt như thế này. Và cũng báo rõ là biết ở dưới có những cái gì là cũng được biết ạ. Lúc đào lên là cũng như thế luôn. Vâng, cũng được biết hết ạ. Rồi. Thế thì tìm thấy 3-4 ngôi luôn ạ. Rồi, ngoài cái việc tìm mộ ra thì có cái hiện tượng tâm linh gì? Con nói với thầy này ạ, trước kia vợ chồng với nhau kể cả như nhà con đây. Trước kia là tính tình hoặc là mọi cái là rất hiền hòa và lo
kia. Nhưng không biết là bao nhiêu năm nay đó, bây giờ nói chung là nó tính đến nó thì nó khác hoàn toàn như ngày xưa phải làm là ngọn nó như thế. Là tôi tính thế, không bao giờ nói nặng với ai, không bao giờ nói chung là nói tục nói bọn như nấy nặng với ai đâu. Nhưng mà cách đây, tôi không chụp nặng với đây, uy tín lắm, phải nói là trước kia không bao giờ nóng tính. Chụp năm trở về đây. Từ chục năm, chục hơn chục năm trở lên là một. Tức là từ lúc ra nhà được sau 3 năm. Thì là đã được. Con năm là thật. Sau 3 năm thì là. Con làm cái nhà này này, con làm 2007, cuối 2017, tháng 10, 2017 con làm nhà. Thì bắt đầu đầu tháng 8, đầu 2018, nhà ông, anh trai chồng con, anh cũng cùng tuổi như chồng con, anh con người bác. Thì giữa vào ngày 10 tháng riêng, nhà anh. Thì anh có điếc, thì anh em đi ra, anh đi mời nhà bà vợ chồng con là Mai là Hai Xuân ấy, thì chú kín vào trong đấy có gì không em. Thế là từ ngày đấy chồng con hai đấy, hai vợ chồng vào đấy, chị gọi chỉ có xem Hai Xuân nhà anh là thế nào thôi, xong vào đấy là nhà con, từ đấy là vào là người. Thay đổi. Thôi được rồi, chị cứ kể văn tắt như này. Cái nhà này làm 2007, và sau khi làm nhà thì có cái gì biến động không? Dạ, sau khi làm nhà thì con làm. Nhưng mà cách đây nói với thầy cách đây khoảng 4 năm thì con cũng bảo là cách đây về 3 năm vừa rồi đây này. Thì con bảo là không biết là do nghiệp mà mình con vẫn bảo đi chồng con là do nghiệp nhà mình hay là do cái gì chứ em thấy nhà mình làm thì vẫn rất là do tiền làm thì ý là nói chung công việc sẽ vẫn rất là ổn định. Cái là vợ chồng con cái cũng như nghiệp lại cách đây 3 năm á là nói thật với thầy là con không giấu thì nó không biết là nghiệp thật. Thằng kia ngon nhỉ, cách 3 năm về đây là nó phá hết sạch, tức là đằng ngoái đến giờ này nó vẫn phá, tức là phá không còn một cái gì nữa đến giờ nữa, nó phá hết cái tình cảm, phá hết sạch luôn đó, thế con nghĩ mới thấy ra nó rất là chán, con rồi, bảo rồi, rồi. Chị cứ bình tĩnh như thế này, bởi vì là vợ chồng con là đi làm phúc, tức là các anh chồng nhà con nó không mất đến một nhánh nhang đâu, như vợ chồng nhà con là từ trước đến hoàn toàn. Rồi, bây giờ quan trọng là như thế này. Rồi, chị cứ bình tĩnh này, quan trọng là như thế này. Tức là 3 năm trở về đây là cháu này cháu mới phá. Và mọi thứ biến động trong gia đình nó xảy ra. Thế còn lại thì nhà thì là làm từ năm 2007. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ như thế này sẽ tìm trước cái 3 năm đấy thì nhà có làm thêm cái công trình trụ gì ở đây không? Có động chạm gì đất cát không? Không làm cái gì đấy thì không làm vậy sau này là vừa đây là mấy năm như vậy sau thôi rồi bây giờ như thế này bây giờ thế thì phải nói luôn với gia đình như này tất cả một cái đều phải có lý do thế thì lý do ở đây nếu như nhà mà làm từ năm 2007 mà năm 2007 đến cách đây 3 năm mà nó không có vấn đề gì thì đây không phải là do lý do đất cát không phải lý do đất cát vậy thì nó còn có do cái phúc đức của tổ tiên vậy thì bây giờ là kiểm tra phúc đức tổ tiên và biết là thầy có thầy như thế này con mình cũng nhà thôi ạ chính trong nhà có điện vâng trên nhà có điện vâng trên nhà có điện vâng con có điện thì đấy là thì trên là cái điện này nhà con học cũng không có công nghệ xem đâu ở xa đó mà ngày xưa chồng con là lúc vẫn còn trẻ chồng con chuyên đi làm tượng và chuyên đi đục tượng các đền làm các đền anh chuyên đặt tượng bây giờ còn đặt tượng không bây giờ vẫn làm đấy làm rồi à bây giờ anh là người vẫn làm đồ sơ có nhiều cái mà xem thì hôm nay nó cũng là ông là thầy làm cái duyên của phước con chính là con cũng xem clip của thầy đâu mà con xem đâu chứ nhưng mà nhà con có nói với con có một chỗ có nhiều chỗ đấy là không phải con rất thường nhà con có nói với con là thế nào á anh mới anh được gặp thầy Long em xem thầy Long một thầy tức là chưa biết tôi là ai mà không biết nhưng mà con chỉ tức là anh chưa biết tôi là ai mà lại mơ gặp thế nào cứ bảo được gặp thời gian thế con thì bảo là không biết là thế nào thế xong rồi chồng con được vào mà bà con không biết xem nào đâu công việc đó thì như này em thì con cũng là biết thế thì là biết thì cũng phải đi xem đâu cả là tức là ông mà các cụ trong nhà bố và thầy phải nam em mở phủ thì là cũng là đặt xong cái thì em mở phủ được đúng 3 ngày thì các cụ bảo các xin cho mày mở phủ ngay cái hôm đấy thôi rồi ạ. Thôi rồi bây giờ như thế này có người ở trên cho rồi,
một góc độ nữa, gia tiên hoặc cũng là cái khi mình được ăn lộc thiên, lộc thánh thì bao giờ có cái cơ hành, cái cơ hành đấy, thì có thể những cái mà cháu nó đã phá đi, nó có thể nó là cái cơ hành của anh chị. Trải qua cái giai đoạn cơ hành thì nó sẽ lại đến cái giai đoạn mà trên cho lộc. Đấy là giai đoạn này, là giai đoạn thủ tâm. Vậy thì bây giờ sẽ như thế này, trước tiên là kiểm tra phúc đức và căn mệnh của anh nhá. Sau đó như thế này, anh vẫn đang đủ tượng, tiệm tượng thánh nhỉ? Tất cả các loại tượng, tất cả tượng và các đồ thờ. Thôi được rồi, bây giờ như thế này, tôi đang chuẩn bị đúc, gọi là không phải đúc mà là tạc, anh tạc đi ạ, anh là tượng gỗ nhỉ? Vâng, tôi sẽ nhờ anh đục một pho về tượng kim xí điểu. Tôi sẽ cho anh hình ảnh, anh cứ báo mọi thứ cụ thể cho tôi. Khi tôi nhận tượng, nếu như mọi thứ anh đục và tôi nhìn thấy nó có thần, nó có tay nghề, tôi sẽ giới thiệu anh với cộng đồng nhé anh nhé, để cho công việc của anh nó thuận lợi thêm, và cũng là một bước để rút ngắn cái cơ hành của anh. Anh có hiểu không ạ? Đấy chính là cái lý do mà anh mơ thấy tôi là như thế trong khi anh chưa gặp. Anh hiểu không ạ? Năm vừa qua này là con làm toàn bộ ở đền làng. Được rồi. Bây giờ anh tập trung. Ô, cái gì? Ô, cái gì này nhỉ? Anh đục tượng lâu chưa? Làm thì từ năm 2... năm 98. Bây giờ anh nghe nhé. Dạ, anh nghe nhé. Dạ. Quá trình làm của anh nó sẽ như thế này. Dạ. Cái thời kỳ đầu ấy, tượng của anh sẽ có hồn. Anh có nghe nhé. Dạ. Nhưng cái thời kỳ sau này, tự nhiên nó lại không có cái thần nữa. Anh cảm giác như thế. Và người nhận người ta cũng thế. Tại vì tượng nó có cái thần ở trên mặt và mắt. Trên mặt và mắt. Nhưng cái thời gian gần đây của anh nó lại bị mất đi. Anh ạ. Nó không còn thần như là như ngày xưa nữa. Càng ngày mặc dù nề càng ngày càng cao. Nhưng mà cái thần của nó ấy, thì anh lại không lột tả được trong thời gian gần đây. Anh có thấy như thế không ạ? Và thực tế là... Anh cứ nghe đi. Anh cứ nghe đã. Tại vì ở đây nó có cái lý do. Đây đúng là vua cha Ngọc Hoàng cho anh lập. Đúng là vua cha Ngọc Hoàng này cho anh lập. Nhưng mà sẽ, còn thời gian gần đây, tính khí anh nóng nảy, mọi thứ anh thay đổi. Tại vì có một cái thần nó vào anh và nó giả danh là cũng là vua cha. Nó làm ảnh hưởng cái tâm của anh cũng như cái tay nghề của anh. Đấy, anh đã hiểu chưa? Và thực ra đây, hôm nay nói luôn với anh thêm một điều như này. Đây cũng giống như là đây là vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, còn tôi là Ngọc Hoàng đại đế. Đây cũng là gửi gắm anh cho tôi, tại vì cũng cần nhân gian, cần những cái góc độ về tâm linh, trong đó có phần điêu khắc tượng. Anh hiểu không ạ? Tôi sẽ là người khai lại cái tâm cho anh, giống như là điểm lại cái tay nghề cho anh. Đấy chỉ là tâm linh thôi, chứ ngoài tôi không có nghề này. Và tôi sẽ đẩy cho anh cái danh của anh lên trong cái lĩnh vực này. Anh hiểu chưa? Lật 4 cây lên như thế này luôn. Chưa bao giờ lên như thế này đâu nhỉ? Rất cụ thể luôn. Nó rất cụ thể. Và ở đây không có vấn đề nghiệp ở đây. Đây là cơ hành. Cũng không phải là cơ hành do thánh cơ hành. Mà đây là anh bị cái thần ở đâu đó nó tác động, nó giả danh. Để rồi nó làm mọi thứ của anh thay đổi. Và dẫn đến người thân của anh thay đổi. Tức là nó tác động vào anh và những người thân của anh. Bây giờ anh ngồi sang đây để tôi đẩy nó ra khỏi anh. Tôi bắt nó đi. Và tôi sẽ đặt anh một pho tượng. Qua Zalo tôi gửi ảnh cho anh. Nhá, anh tạm cho tôi, tức là anh nhìn ảnh có thể tạm được đi. Nhá, khi trước nào thì đúng là con làm rất nhiều. Nhưng mà sau khi mà về những phút này trước kia làm ngày xưa. Anh cứ nghe đi. Rồi tôi biết mà, anh không cần nói ra tôi biết mà. Đây tôi nhìn lá bài là tôi biết rồi mà. Tự nhiên thời gian là gần đây là nghề, tự nhiên nó đi giảm đi. Nó bị ảnh hưởng rất lớn. Chuyên đổi thầu. Anh nên chuyên về tượng, anh nên quay về tượng. Đấy mới là cái đúng cái trọng trách của anh Giám Trần. Và gửi gắm nha anh nhé. Tâm linh nó có nhiều góc độ, thì tạc tượng này, tạc tượng các vị thánh cũng là một góc độ rất quan trọng. Tại vì không phải ai cũng tạc được đâu. Tạc người ta tạc những cái thần ở tượng mới là quan trọng. Không phải ai lột tả cái thần đâu. Anh hiểu không ạ? Trước anh lột tả được đấy. Nhưng bây giờ thì nó không đeo lột tả nữa. Chỉ nhìn ảnh hay làm được. Rồi tôi sẽ đặt cho anh một pho tượng.
chi phí nào anh cứ báo anh nhá. Sau đó tôi khi tôi nhận tôi cảm thấy ok, tại vì tôi phải kiểm tra cái tay nghề của anh đã. Sau đó tôi sẽ giới thiệu anh đến cộng đồng. Lúc đấy công việc của anh cũng không phải là ít đâu. Cái đấy chỗ ít nước. Rồi, được rồi, tôi sẽ gửi ảnh cho anh. Và bây giờ anh sang đây để tôi xử lý thông tin cho anh. Anh bị một cái thần nhá. Thế thì thời gian gần đây vợ chồng cũng bị tách nhau ra nữa nhá. Kiểu như chán vợ ấy. Có thế mà chứ. Lệnh chọn tứ đại thiên vương chuẩn bị bắt cái thần lên thiên đợi xét xử. Rồi anh ngồi sang kia. Bây giờ tôi sẽ cho anh trận đồ để anh ngồi, anh cầm ấn lệnh. Thưa các bạn, tôi muốn nói thêm một điều như này. Mỗi một lần tôi đẩy khí cho ai đó, các bạn có thể để ý tôi rất hay nhắm mắt. Tôi luôn nhắm mắt. Vì sao tôi phải nhắm mắt? Vì khi vận khí thì trí dẫn khí. Tôi nhắm mắt để vận khí theo cánh tay ra mà chuyển sang cho người khác. Còn bây giờ lại một trải nghiệm rất thú vị về tâm linh, lại một góc độ rất thú vị về tâm linh và một nhân vật chuẩn bị được giới thiệu lên cộng đồng mạng để giúp cho bách gia chăm họ về góc độ tâm linh. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.